FPT Smart Home nâng tầm phong cách sống. Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tháo lắp mặt kính của công tắc Zigbee. Thì hiện tại trên tay mình đang có hai mẫu là công tắc hình chữ nhật và công tắc hình vuông. Đầu tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn tháo lắp chiếc công tắc vuông rồi nhé. Tháo lắp mặt kính. Đây có ốc này. Nó lớp nhựa này. Đây thì mình đang có một chiếc công tắc vàng đồng. Đây các bạn có thể thấy là cấu trúc của nó đây. Thì các bạn nhìn mặt đây. Bên này nó sẽ có 4 cái lẫy này, 1 2 3 4. Và một mình phải đặc biệt để ý bên trái này thì nó sẽ có hai cái điểm khuyết ở đây. Để mình có thể tháo từ mặt phía bên này. Thì có sẽ có hai cách tháo. Cách tháo đầu tiên thì các bạn ở trên mặt trước này. Đấy, thì các bạn dùng cái má của cái ngón tay cái phía bên trái này và ấn đây. Mà đẩy một lực mạnh ở đây. Lực mạnh sau đó nhờ bên tay phải thì mình nhấn lên thì công tắc mở ra rất dễ dàng. Đấy, đóng lại này. Đó, mình tiếp tục một lại lần nữa nhé. Giữ mạnh ở đây, nhấn ở đây, lên lực ở đây. Để khi mà mình được ở đây thì cái hai cái lẫy nó thụt vào. Và cái lẫy bên này nó sẽ bị rộng ra này. Nó sẽ mở ra. Đấy. Nhấn giữ bên từ bên trái ra mở. Rất là dễ dàng đúng không? Các bạn lưu ý là không được giật như này nhá. Giật ra này nhá. Nó sẽ bị gãy với cái lẫy này. Khi mà cái lẫy thì nó sẽ không bám được cái mặt kính này nữa. Đây. Cách thứ hai thì mình sẽ tháo mặt theo mặt sau này. Trong trường hợp mà mình gắn vào tường như này thì mình nên tháo và đẩy cái này. Như này. Đó. Ra. Còn đối với trường hợp mình tháo dùng có thể mình thêm một cái cách nữa là mình dùng mặt sau này mình tháo. Thì mình sẽ dùng cái bàn không mu bàn tay của bên tay phải này, mình giữ lực ở đây. Mình giữ cái bên thành của bên phải này. Sau đó mình dùng cái ngón tay cái mình đẩy lực ở đây. Này. Mình bóp vào đây thì mình sẽ tháo rất đơn giản. Đó. Mình thực hiện lại cho các bạn một lần nữa nhé. Đó thì mình sẽ đã tháo ra cái mặt kính của công tắc vuông người ta rất là dễ dàng. Tiếp theo thì đối với công tắc hình chữ nhật thì nó sẽ khác một chút, tại vì là công tắc hình chữ nhật thì nó sẽ dài hơn so với công tắc của hình vuông. Đây các bạn có thể ngửa đây vào sau các bạn để nhìn đây. Thì bình thường thì mình lắp ngang này hoặc là lắp dọc hiện tại cũng được. Đó. Thì ở đây các bạn ý này thì nó cũng sẽ có bốn tư tự, một lẫy, hai lẫy này, ba lẫy, bốn lẫy này. Thì các bạn nhìn bên này nó sẽ là lên liền đúng không, bên này sẽ khuyết này. Đó. Thì từ đó mình sẽ lật ngược cái mặt này lên, khuyết thì mình sẽ để bên phải nhé, mặt không khuyết thì mình sẽ để bên trái. Thì mình cũng dùng cái lòng bàn tay ở bên con cái này, bên tay bàn tay trái này mình đẩy ở đây, để một lực mạnh ở đây, mình nhân ra rất là dễ dàng. Đó. Đóng lại này. Đó. Nhân ra. Đóng lại. Các bạn lưu ý là mình sẽ không được giật ra nhé, giật này, mình giật sẽ không ra này. Nếu mà giật mạnh thì nó vẫn ra nhưng nó sẽ bị gãy mất cái lẫy này, tại vì nó sẽ mắc ở đây rồi. Đó. Thì tiếp tục cách thứ hai tương tự, thì mình có thể là mình đối với mình thì mình đang thuận tay phải thì mình sẽ đẩy sang bên này, mình lật ngửa lên thì mình sẽ tì tay ở đây, sau đó mình sẽ dùng ngón cái bừa ở đây. Đó. Thì các bạn có thể thuận như thế này thì các bạn bừa ở đây được, nhưng mà hơi ngược tay. Thì theo mình thì mình sẽ dùng tay phải thì mình sẽ dùng bên này, cái mu lòng bên này. Mình sẽ tap vào đây, còn bên này sẽ kê ấn cái này. Đó, ra rất là dễ dàng. Đấy, đóng lại. Dùng một lực này, bình thường mình hơi cậy nhá. Nếu mà mình không bóp bên này này thì nó sẽ không ra được. Nên mình phải bóp. Đó. Rất là đơn giản. Đấy chưa? Đó, đây là công tắc 4 nút hình chữ nhật, còn bên này là 3 nút. 3 nút hình vuông. Đấy, có hai cách lắp qua nhau nhé.